Từ bức tranh nấm đến bãi kẹo, tất cả mọi thứ thu nhỏ đều có thể được chiêm ngưỡng trong cuộc triển lãm nghệ thuật Small is Beautiful tại New York. Cuộc triển lãm này đang được đón nhận nồng nhiệt bởi hơn 150.000 khách tham quan đến từ Paris và London. Ban tổ chức Fever cho biết đây là tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ của 32 nghệ sĩ trên thế giới. Trước đó, những buổi triển lãm nghệ thuật Small is Beautiful chỉ được tổ chức thông qua mạng xã hội. Giống như những cuộc triển lãm trước đó, các nghệ sĩ đã trưng bày nhiều tiểu cảnh dưới các hình thức nghệ thuật khác nhau, chẳng hạn như điêu khắc, đồ ăn và thậm chí cả origami samurai. Mặc dù có vẻ buổi triển lãm này là dành cho trẻ em, song các tác phẩm nghệ thuật tí hon này đã được ưa thích bởi các phụ huynh và những người trưởng thành thuộc mọi lứa tuổi. Dự kiến cuộc triển lãm tí hon này sẽ kéo dài đến hết tháng 8 năm nay.